Có hả? Có đau không? Không. Ôi ôi. Cứng. Đâu? Khủng khiếp luôn đấy. Từ từ đã, anh. Từ từ mình cởi bé. Thấy mẹ về á? Ôi ôi. Em ạ. Em nghĩ là... Cái này phải cởi đằng sau. Ôi ôi, sao mà buộc? Buộc kiểu gì mà sao mà buộc chán thế nhỉ? Đôi này. Ông đang lừa anh đấy, An sao là ông nhổ luôn đấy, ông quay đằng sau nhổ luôn đấy. Thế thôi bây giờ là không có biết tiêu tiền. Không chỉ biết tiêu tiền. Xin mến chào quý vị khán thính giả, các bác, cô chú, anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em với lại anh Minh đang có mặt tại xá Lả Nhì Thàng của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Và em mình đang đi thăm một số những cái hoàn cảnh ở tại xá Lả Nhì Thàng. Thì vừa rồi á, em cũng có biết một cái hoàn cảnh của ông cụ là sống một mình ở trên khu biệt lập ở trên núi này á. Thì tiện mà dẫn anh Minh cùng với em đi tham xem là ông cụ cuộc sống như thế nào nhé các bạn nhé. Nhà con ở chỗ nào? Ở chỗ này á? Cái đường này như thế này nhỏ xíu đổ bê tông để lên nhà đấy. May là có bê tông ấy, chứ hôm nào mưa là toi. Không, nếu mà không đổ bê tông là không thể lên được anh. Thường thường là nếu mà không có những cái đoạn bê tông này là số 1, còn lên là bốc đầu đấy. Nên vừa rồi em lên còn đến cái chỗ này là xít bốc đầu. Còn dù có bê tông chịu khó đi lại để tìm những hoàn cảnh khó khăn đúng không? Vâng. Chỗ như này ít người biết rồi. Vâng. Nếu mà mình không vào sâu thì không biết đâu. Nếu mình chỉ qua đường thôi thì không để ý anh. Ba mẹ ở nhà không? Đây cũng mấy hoàn cảnh mà họ mới được như là bên bộ công an ấy, làm cái tình thương. Là mình xem một chút xem là chị gái của em này bị khuyết tật sẽ như thế nào nhé các bác nhé. Bố mẹ đâu con? Chị đâu? Chị trong đây. Chị trong này á? Thế chú vào nhà được không? Bố mẹ đi làm rồi. Ôi cái căn nhà sộc sạch mọi thứ vứt tùm la tùm lum. Cả bát đúa rồi, bởi vì là bố mẹ không ở nhà. Là các con ở nhà thì mình vào xem thử xem bé. Hình như bé đang ngồi xe lan ở bên kia kìa. Cháu gái là đang bị liệt. Hôm nọ là em qua đường là em thấy bé ngồi một mình này. Bé ngồi một mình ở ngoài sân á, là bố mẹ đi làm là sẽ không có ai trông. Thì bé cứ ngồi lủi thủi như thế thôi. Bảo em trai là có đẩy được chị gái ra bên này không em? Hả? Không ra được à? Đi vào ạ. Thế mình phải vào đây, mời các bác vào bên trong này. Chú mở cửa ra nhé. Chú mở ra nhé. Em xem một cái bộ phim của người mở ra một bên bé còn đợi một chút này và bé chỉ có quần không con học lớp mấy rồi lớp 7 á hả lớp 2 Chị có quần mặc không? Quần áo là không có tủ, bỏ vào cái bao tải. Đây là những cái bao thóc này. Bị cái con gì mà nó ăn ra nhiều thế nhỉ? Đây là kiểu dạng là chuột nó cắn xong rồi nó bục nó chảy ra. Chính xác. Con chuột hoặc con gà nó chọc ấy. Thế sao lại buộc như này để nó bị ngã hả cháu? Ủa ôi. Thế con có muốn đi lại một tí không? À. Sao phải buộc vào như này con? Bố mẹ cháu buộc. Bố mẹ buộc à? Nghĩa là sợ là không ai ở nhà là chị bò đi ra ngoài là ngã đúng không? Ủa, quá là tội nghiệp luôn đấy anh à. Bởi vì chân tay thì cứng đơ, sinh ra vốn dĩ là bẩm sinh rồi. Con tên gì? Con tên gì? Buông hiểu anh nhiều à? Xin
Hả? Milan. Milan. Con chỉ chơi quán hiểu hả? Mình tổ sổ. Thế là bé là không được đi học nên là cũng mình nói thì hiểu một chút thôi. À, đây này, sợ khi mà không ai ở nhà là phải buộc vào cái ghế để cho bé lúc nào cũng ngồi thẳng như này. Thế chưa bố mẹ có về không? Có. Có à? Chưa là mẹ về nấu cơm cho hai con ăn à? Con biết nấu cơm chưa? Biết rồi. Biết rồi á? Ừ. Vùng cao quá là tội luôn. Bây giờ bố mẹ thì không ở nhà như này, mình giúp đỡ các bé kiểu, giúp đỡ bé kiểu gì nhỉ? Bé thì cũng không thể, không, cái bệnh kiểu này là không thể đi chữa được. Em xem ở trên video ở không ở bên Malaysia hay ở đâu có người chữa được cái bệnh này nhé. Ừ. Con có muốn đi lại một tí không? Hình như bé rất muốn đi lại. Thế chú cho con đi lại một chút nhé. Nhé. Nếu con đồng ý con gật chú xem nào. Buộc cái. Nhưng mà cái khó là không, bé còn không có cái quần để mà mặc ấy. Đây là tình cờ nha các bác nhé. Tình cờ là em với lại anh Minh là đi lên thăm ở, nghĩa là ngày trước em cũng thấy bé rồi, nhưng mà bây giờ là đi lên thăm ông cụ ở trên này á, thì vào đây xem bé một chút là thấy cái cảnh như thế này. Để thế là chị không có quần à? Có. Trời ơi. Thế ngày trước là con ở cái nhà như thế nào? Đây là nhà nhà người ta làm cho đúng không? Đúng. Ngày trước là nhà con là như cũng như cũ thôi. Nhà cũ, nhà bằng gỗ à? Ừ. Ừ. Cái này vào để cho con đi lại nhé. Cho đỡ con ngã xuống là nó đấy nhé. Con buộc này con có chịu. Mẹ sắp về chưa con? Tí mẹ về à? Ôi dồi ôi. Em buộc như là chặt. Cái này phải cởi đằng sau. Ôi dồi ôi, sao mà buộc. Buộc kiểu gì mà sao buộc chán thế nhỉ? Đôi này. Ôi dồi ôi. Thằng luôn này, để xem bụng của cháu này. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Chết máu luôn đấy. Như kiểu là đông máu lại ấy nhỉ. Buộc thít này. Chắc đói. Ôi dồi ôi. Con đau bụng không? Chú cho tiền con đi mua bánh kẹo nhá. Nhưng mà dưới xe có không nhỉ? Anh có mang ăn bánh kẹo có. Đi xuống. Đi bé ngá. Đây là chú buộc. Đi bé ngá đấy. Che lại để... Đi bé ngá đấy anh. Đây để anh đỡ thôi. Con muốn đi lại một tí không? Dạ. Chú có đỡ con đấy. Khó. Ui kiểu gì ấy nhỉ? Đã biết chú à. Tật. Nó giúp chú với giúp chú ấy. Đây được rồi. Ngồi xuống. Rồi chết cái gì? Không thật tổng, thật tổng. Không cái gì? Tớt tớt, không cái gì ạ? Không phải đau, mà nó bị co giật đấy. Ừ, giống như co giật anh nhỉ? Co giật, nó bị thần kinh, nó bị thế rồi. Không cái gì. Vừa nãy là mẹ bé là buộc vào cái chỗ bục ấy. Buộc thoát bụng vào như con ếch ấy. Nên là hơi không biết cách buộc á, hơi đau đấy. Bé còn bảo là đau bụng mà. Không cái gì ở xí à? Hân ạ, đâu tắm mái xe lan phun xí à? Thế là? Mới mà bấm mái. Mái, nhà mua cái chiếc xe lan đó để còn cho bé có thể là còn muốn đi đâu còn đi được. Thế con thấy dễ chịu chưa? À, con có gật được đầu không con? À, con bảo con chào chú, con nói được không? Dạ. À, bé hiểu đấy. Đây, chào chú, chào các chú xem nào. Con chào mọi người đi. Con chào mọi người. Ừ. Con có đỡ đau chưa? Con đói không? Nhớ xe nhỉ? Nhớ. Ở trong cốp xe có cái bánh ấy. Bạn chỉ lau mũi đi thôi. Bây giờ là
chắc phải đợi mẹ của bé về. À, bởi vì là như này này, thường thường là đi là cứ đóng cửa kín mít như này, ở trong cái không gian chật kín, rất là bí, nóng. Mình thì mình nếu mà ở kiểu này, ở cả một buổi chiều thì đúng là... chết luôn. Vâng. Khó. Bây giờ hy vọng là sẽ đợi bé, mẹ của bé về. Rồi là... em nghĩ là cũng anh em mình giúp đỡ một chút là cho cái xe lăn. Ừ, anh sẽ hỗ trợ mua cái xe lăn mà mình mang tới. Vâng. Đây về huyện, huyện có nhỉ? Về huyện cũng... chắc là ngay ở đây đi tỉnh gần hơn anh. À, đi thành phố gần hơn. Ừ, thế mình lên thành phố mình mua cái xe lăn cho cháu. Vâng. Đi thành phố 17 cây, đi dưới huyện là hơn 20 mấy cây đấy. Ừ. Huyện có khi không có đấy. Ừ, mình lên thành phố mình mua xe lăn cho cháu. Nhớ xe nhỉ? Nhớ xe ạ? Đây này là đáng lẽ là nếu mà có một cái dây à, có cái gì đó mà có cái loại ghế mà cái mông đỡ tuột ấy, hình như là bé là hai bị nó, mình sẽ mua cái loại mà nó võng. Dạ. Thì tức là người của mình cái mông nó sẽ võng và cái chân nó sẽ cao hơn cái mông. Đúng rồi. Thì khi mà cháu nó duỗi ra nó không thể dẫy ra khỏi cái xe ấy được. Còn nếu mà làm xe ngang dẫy một phát là cắm đầu cũng ngay. Đúng rồi. Đấy. Mình sẽ phải mua cái loại đấy. Nhưng mà có cái dây đai an toàn đây thì tốt nhỉ? Có thì nếu không có mình sẽ chế thôi. Dạ. Ừ. Thế con thoải mái chưa? Bây giờ là tình hình là các bác cũng thấy là bé tên là Mỹ Lai, nhưng mà không biết là họ gì. Mỹ Lai là người dân tộc Dao. Là chắc trước là em hỏi qua là bé bẩm sinh từ lúc sinh ra đấy. Em biết bao nhiêu tuổi không? Em không nhớ, em chỉ hỏi qua thôi. Sơ con sơ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Tò và chị nha nha. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Không biết à? Thế con bao nhiêu tuổi rồi? Con cũng không biết là con bao nhiêu tuổi. Bé học lớp mấy rồi? Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 2 rồi. Lớp 2 á? Lớp 2 thì là 7 tuổi à? Đúng không? Lớp 2 7 tuổi. Thế thì đây bé là chắc là 10 chắc tuổi. Khoảng 10 tuổi mà như này là còi. Ừ. Bé. Thì chắc rồi, bởi vì bé như này làm sao mà lớn được ấy. Không, tức là cái bệnh này á, em gặp nhiều trường hợp rồi là ăn vào là không thể nào hấp thụ được cái chất dinh dưỡng ấy. Nhìn bé ăn là rất là khổ luôn ấy. Giống như cũng rất là khó nhai luôn. Không hiểu sao, hình như là hấp uống nhỉ? Uống nước không con? Có á? Cô ơi lấy cho chú cốc nước con. Thế chú cốc nước đi con. Vâng. Vâng, đang đợi tí xem mẹ cháu về nói chuyện với mẹ cháu một chút. Bởi vì là các bé cũng còn nhỏ không có biết cái câu chuyện là như thế nào cả. Bé vừa đi lấy nước cho chị. Như là nước ở bên này các bạn. Bé vừa lấy nước ở đâu? Ừ. Lấy cái thìa ấy, con này, có thìa không? Lấy thìa cho chú mượn. Cho chị uống nước, không có á? Tí rồi thay áo cho con. Chú xin lỗi con nhé, tí chú thay áo con nhé. Thôi chết rồi. Không sao, bởi vì là tí nữa bảo mẹ thay áo cho. Không còn cái cách nào để mà cho bé uống nữa các bạn. Nếu mà có thể là mình cho vào cái bát bé uống á, nhưng mà cũng khá là khó. Bát nó to quá. Đúng rồi. Bây giờ thay áo cho em thôi. Lấy cho chú cái áo đấy con. Áo khó hả? Có đau không? Không. Ôi ôi. Cứng. Rồi. Khủng khiếp luôn đấy. Từ từ đã, anh. Từ từ mình cởi được một bên rồi, một bên đấy. Cái này thì bên bố mẹ vừa có đầu em ạ. À, có được không? Mình được em ạ.
Con chịu khó nhá. Chú làm nhanh thôi. Khó quá. Luôn có đầu. Đúng rồi. Khi hạ sách là phải làm như vậy thôi. Bố mẹ cũng bằng như này á con. Mới ba nhá. Ừ. Mới ba. Rồi, xong rồi con. Bố mẹ cũng bằng như thế. Yeah. Yeah. Đây này gồng một trên một chân lên này. Ôi rồi, chân tay là cứng hết rồi các bạn. Để chú Minh thay quần áo cho bé. Được chưa? Mắt chưa con? Đẹp quá. Được chưa? Ok. Mát chưa? Ok. Bây giờ đợi mẹ về nhé con nhé. Ăn bánh tiếp không? Hả? Có à? Ôi dồi ôi, được. Chú cháu mình ăn luôn. Nhắn tao nha. Ok. Ừ. Ừ. Ăn bánh nhá. Mẹ ăn này. Con có đói không? Có đói không? Đói à? Các bác nghe thấy bé là ra mồ hôi à, các bác thấy này, bé ra mồ hôi khủng khiếp luôn á, bởi vì ngồi trong này rất là nóng. Con nóng không con? Ôi dồi ôi. Từ từ thôi con, từ từ thôi nhá. Ăn từ từ thôi, bình tĩnh. Ăn từ từ, đợi một tí mẹ về. Thế là thường ngày là ai sẽ nuôi chị? Mẹ nuôi à? Ừ, vẫn phải nuôi bằng thìa đúng không? Thế không, thế bé con tìm thìa là có thấy thìa đâu? Này, ra lấy dao chú. Ở xung quanh này vừa nãy là mình đến đóng cửa kín mít luôn các bác. Bây giờ thì em đến á thì mới mở cửa để cho bé ăn một chút kẹo. Chắc có lẽ là bé cũng rất đói rồi, giờ cũng là trưa rồi á. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con bao nhiêu tuổi rồi? Đây này, 13 tuổi á? À, đây, ngồi cao một tí. Ui, cứng, từ. Đấy. Con có đau không? Không. Bình tĩnh nhá. Này, chú mua hiểu tiếng phổ thông nhỉ? Ừ. Thế mà con vẫn hiểu tiếng phổ thông. Thế là chú mua cho cái chiếc xe lăn nhá. Ừ, chiếc xe lăn ngồi rồi con thể đẩy đi cho đỡ mệt nhá. Ừ. Con vui không? Có. Bé hiểu tiếng phổ thông mà. Chị có được đi học không con? Từ ngày xưa là chị chị bị bệnh lúc nào? Hay là vẫn dí là ngày xưa sinh ra chị vẫn dí như thế? Nhưng mà con là cô bé là làm em thì không có biết đâu. Lúc mà biết thì đã thấy chị như này rồi. Không sao đâu. Từ từ thôi. Ôi dồi ôi, làm sao mà chân tay thường thường em thấy rất là nhiều bé trường hợp như này rồi, nhưng mà tức là chân tay không có quá cứng. Nhưng mà bé Mỹ Lai này chân tay rất là cứng. Phạ tự tăng tài nhàn. Ô, tí nữa mới ăn nhá con. Nên ngồi thẳng đã ngồi thẳng. Vấn đề là bố mẹ sợ là tuột khỏi cái ghế, phải buộc chỗ này sát ở đây vào. Nên là những cái chỗ này cũng bị buộc chúng này. Cho các bác xem một chút. Cái bệnh này không biết là ở Việt Nam hiện tại bây giờ đã có ai chữa được không. Trong thời gian chờ đợi bé mẹ của bé Mỹ Lai á, thì em với là anh Minh sẽ tiếp tục lên ở trên này thăm một ông cụ mà trước đó thì em cũng đã đưa các bác của chú anh chị lên đó để xem cái cuộc sống của ông rồi. Tuy nhiên thì ông sống một mình giữa một cái khu rừng á, thì cũng khá là vất vả cái con đường đi lên á. Bây giờ mời các bác đi cùng với anh em mình nhá. Ông cụ này có ai, tức là có con cháu hay là gì? Chắc là em cũng nghĩ là ông cụ này á, là hỏi mọi người hàng xóm ấy, thì mọi người hình như là mọi người không có biết rõ là tên gì. Bởi vì là hình như là cũng ít mọi người tiếp xúc á. Tuy nhiên thì
Chắc em dự đoán là cái vị trí mà ông cụ đang ở cái căn nhà nhỏ nhỏ đó là họ hàng người ta làm cho. Vâng, nên là ông cụ thì mọi người hay nói là ông bị ông khờ mà. Ông cả đời không lấy vợ gì hết. Không lấy vợ, không con cái. Bây giờ sống một mình. Đây bây giờ mình đi lên ở trên này. Đi lên này em. Không biết nhưng chỉ đi trước đi. Cái này là cái tầng ly. Tầng ly của nhà rưỡi. Từ thiện ở bên, tức là ở vùng cao ở Tây Bắc á, thì nó khác hơn ở dưới xuôi. Cẩn thận lắm nhá. Cẩn thận đấy. Có bao giờ anh nếu mà mình từ thiện dưới suối á, thì chỉ quanh quanh ở những cái ngõ ngách, những cái hẻm nhỏ thôi, chứ không phải là đi leo đồi leo núi. Đi đường này ơi, đi đường lên trên này. Cây này ở đây mọc rất nhiều nhá. Cây này làm gì anh? Chữa bệnh hảo văn tim á. Hảo văn tim á. Từ đây xuống đến chân núi to. Đây đây đây, đây leo qua cái hàng rào này. Đi cẩn thận nhá. Không, đây đây. Để em bảo là cách dẫm chỗ này đó. Anh nhảy qua như thế là tí nữa hàng rào sập là anh ngã đấy. Dẫm qua đây này. Đấy. Như này là mình đi sẽ dễ. Đấy. Cứ đi đi. Lấy đời có con vát thì nhỉ. Các bác các cô chú cũng ngày trước xem video thì cũng biết được ông cụ là ở chỗ nào, là ngay ở bên trên này nha các bác nha. Em gái ơi. Em sắp về chưa? Vừa nãy là thấy một em gái ở trên này hái mật, nên là em địch nhờ em gái một chút. Hả? Ôn thi á? À mấy giờ? Một giờ, giờ mấy giờ rồi? Giờ gần 12 giờ. Gần 12 giờ, đợi một tí. Đợi một tí anh hỏi một tí là. Hỏi một tí ông cụ thôi. Em học lớp mấy rồi? Em năm nay học lớp 9 ạ. Lớp 9 à? Thế nhà em ở chỗ nào? Em ở bên này cơ ạ. Bên này á? Thế là đi đường này? Dạ. Đi đường bên này á? Đây nhà ông cụ đây anh. Đây à, hình như mặt gái này là vừa nãy về đây hái mật. À, là kia em này là hình như là cụ là cái gì của em ấy? Là hàng xóm, nghĩa là ông bác gì gì đó. Hàng xóm rồi á? À? Thế là có, vâng có ở trong nhà không? Có. Vâng, ông ơi! Bác ơi! Bác làm gì đấy? Bác! Rồi con chào bác nhá. Ông cụ chắc nặng tay lắm rồi. Chờ nhà ông. Ông đang nằm ở trong nhà đấy. Ông đang ngủ trong nhà. Ông có ông không bị ốm nữa chứ? Dạ ông không ạ, ông vẫn phải mạch, vẫn đi làm bình thường. Ông có làm nương không? Nghĩ là ngày vừa rồi là anh có lên trên này anh thăm ông và anh có giúp đỡ một ít tiền cho ông á, thì anh muốn hỏi em một chút là ông cụ á là có anh em họ hàng ở gần đây hay là ông cụ là xa xưa thì làm nói nó là quan hệ phức tạp lắm, kiểu như là cũng là họ hàng gì đấy bọn với bọn em. Nhưng mà ông cụ là không có lấy ông vợ cụ là đúng không? Không vợ con. À vẫn chỉ là sống một mình thôi. Là nghe mọi người nói là ông cụ không có thông minh lắm đúng không? Vâng ạ, ông phải không? Cụ không thông minh lắm. Thế cảm ơn em. Đây. Em bên này ạ. Em đi hái mật đây. Tí nữa anh hái một cái mật được không? Vâng được ạ. Em sang chơi với ông ạ. Dạ không, không, em sang bên này. Đi hái mật, đi hái mật. Bà đang làm việc bên này xong em gọi. Em đi thăm bà. Ok ngoài thoát tắm cái nhỉ nào. Nhà hàng nhá. Ông là không biết nói tiếng phổ thông đâu.
Ông là người Giao. Mình nói ông có hiểu. Hình như là không, ông không hiểu tiếng phổ thông, là ông chỉ hiểu tiếng dân tộc này thôi. Cái căn nhà này hình như chắc là mọi người làm cho đấy. Chứ mọi người làm cho. Chứ ông thì không thể tự làm một cái căn nhà như thế này đâu. Anh Minh biết cái này là cây gì không? Cây đấy là cây mây à? Cây thần trược. cây gậy ấy. Gậy như ý. Mục hết rồi bởi vì bằng tre mà. Sao tán này khá? Sao tin đâu khá? Sao tôi tin là tổng? Anh cũng người dân tộc Giao. Hay là anh biết nói tiếng Giao? Không, anh người Giao mà. Là đi làm nghề từ thiện mà. Anh phải biết em ạ. Anh Trang, chẳng những từ từ cùng xa lạng với dạo. Ồ, nhận hàng nhá. Mà là ổn nhá. Nhận hàng nhá. Nhận nhá. Ồ. Ông mặc cái bộ quần áo này các bác xem này. Đây là cái tay áo. Và cái chỗ này thủng lỗ rồi, rất là tội nghiệp luôn á. À, thực ra thì bỏ cho mát đúng không ạ? Tắm rồi. Ông rất là thích cái mũ này. Đi đâu cũng thấy là đội cái mũ này mà. Can I put do mũ gọi là gì nhỉ? Put do head in here. Cái mũ này là mũ của biết tiếng Anh không? Ông là có hai nhà đúng không? Ông là nhưng mà vốn dĩ ông sống nhà này thôi đúng không? Nhưng mà ở dây điện này là kéo điện về đây là có điện không? Có ạ. Có à? Thế là mọi người cũng kéo điện cho. Anh tưởng là không có điện thì anh lắp cái đèn năng lượng cho ông á. Tại vì có cô chú các bác cũng gửi đèn năng lượng về. Bây giờ là mình vào bên trong nhà cho các bác xem một chút xem như thế này. Xem kỹ càng hơn. Ông tên gì nhỉ? Ông Trải Loàng. Trải Loàng à? Mọi người gọi là Trải Loàng. Không nói. Rất là khó nói anh. Tức là đối với tiếng cảm giác như kiểu là tiếng Giao là không có từ đấy luôn ấy. Giống như là người Mông thì người ta còn nói là gặp nhau người ta còn gọi là đến chưa hay là gọi là tua lò, nê tua lò hoặc là như thế nào đấy, gọi là nhóc rông thì người ta lại nói như câu đấy. Còn tiếng Giao lại không có. Không thấy là da của ông cũng đẹp, sức khỏe ông cũng tốt đấy. Vâng, mỗi tôi là ngoài 80 rồi á. À. Đây, em mọi người xem cái căn nhà, tức là trên này là những cái tấm pro cũ là như rách hết rồi. Ở chỗ kia anh thấy cái tấm pro mới đây là ai thay cho ông? Chắc là ông tự thay. Ông tự thay á? À, hay là hôm nọ anh gửi tiền cho ông là ông đi mua tấm pro nhỉ? Anh có gửi tiền cho ông à? Hôm nọ anh cho 300. Nhưng mà chắc ông không dùng tiền. Để anh hỏi xem nào. Ông có biết dùng tiền không? Ông thì không biết tiền đâu anh ạ. Bố đó, bố hát tàu thầy mẹ thai đúng không ạ? Hát tàu thầy mẹ thai à ông? Hả? Mày cản trở? Nhưng mà cho tiền ông không biết tiêu à thế? Ôi rồi. Thế thì mình mua được cái gì thì ông ăn cái đấy thôi. Thì có lẽ là anh em mình nên mua thôi chứ không tiêu tiền thì khổ. Khá căng thẳng. Thế là trường hợp này là cực kỳ là khó giúp luôn các bác. À, vừa rồi là chính xác là các bác cô chú anh chị gửi tiền cho em nhờ em mua đồ là đúng rồi. Nhờ khi mình mua được cái gì thì bác đưa lên cái đường này được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu thôi. Tiện anh em mình lên thành phố. Xem ở đây cần mua cái gì thì anh em mình mua chứ ông cũng không biết đi lại này. À ta nhìn béo. Nhìn béo bữa mãi cái này phụ mẹ ô. Để em nói cho em quen. À tăng nhâm nét béo. À tăng để bố anh phao này. Thế là hôm nọ em không biết là ông có tiêu tiền hay không đưa tiền à. À, là không biết là ông có tiêu không. Thế trường hợp mà nước lôi thì là lấy ở đâu? Em chờ các bác xem xung quanh nhà chút. Bên này là trước là có gió thổi cái tấm pro này bắt bay đi này. Hôm nay đi cùng với anh Minh thì các anh cũng lên trên này để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn á. Thì có lẽ là ông bây giờ là hỏi em gái là ông không biết tiêu tiền thì trường hợp này quá là khó rồi các bác. Ông có thể là tự thò tay vào đây lấy nước được không? Đây còn nữa à? À, vẫn còn một ít tiền. Ông vẫn còn khỏe. Ông vẫn được đi lấy củi về.
Ừ. Anh thấy sắc mặt của ông tốt lắm, da đẹp, mắt sáng. Mới tuổi tai hơi tai hơi nặng. Tai mà khá béo. Anh Kha. Bên trong này là cái căn nhà hôm rồi em cho các bác xem rồi á, với một cái căn với một cái chiếc giường. Thì tất cả mọi người thực ra là anh cũng vào xem trong đây rồi. Nếu mà để mua thì chỉ có mua cái nhà mới. Anh bảo cái này dùng để làm gì? Cái này là chữa bệnh viêm chân răng, viêm lợi. Viêm chân răng, viêm lợi. Em còn không biết luôn đấy. Bây giờ cây này nếu như em bị viêm chân răng nhá, thì em hái cái ngọn này em ăn. Cây này bọn em hay nấu ăn thôi chứ còn gọi là chữa. Mình nhai thật là kỹ. Những ai mà bị... Ông bảo là cây đấy không ăn được. Không ăn được à? Không có độc đâu không ạ? Ông sợ. Ông lại không ăn thì sao? Cây đấy không ăn được. Ông ăn được mà anh ăn là cái kỳ lá ngon. Cô ơi, ông ơi, đây là cái hoa của cây đấy nhá. Đây là cái lá này. Ông mà bị đau răng. Cây này ăn được. Để em nói đau răng này. Cẩn thận đấy. Này về nó có thò về ông như nhà muôn xe dìu này. Muốn nhà muôn rồi. Ít biu đau răng. Yêu kiện nha ít. Hình như ông còn biết hay sao ạ? Này là hết đau răng, hết sâu răng và chữa được viêm lợi ông nha. Ông giả vờ không ăn được thôi, ông vẫn ăn đấy. Nghĩa là ông chỉ giả vờ không ăn được. Chữa rất là tốt đúng không ạ? Nhá. Cái răng của ông bị kém rồi. Tuổi này ông lúc nào bị ê là mình nhai khoảng độ 3 lần sáng trưa tối là khỏi. Đúng rồi. Đấy, cây thuốc đấy em ạ. Nhưng mà phải ăn sống. Ông đang lừa anh đấy, ăn sao là ông nhổ luôn đấy. Ông quay đằng sau nhổ luôn đấy. Thế thôi bây giờ là cũng không có biết tiêu tiền. Không chỉ biết tiêu tiền như là 10.000, 20.000 là ông biết tiêu. Nhưng mà tiền to một chút, tiền trăm thì hầu hết là ông không biết tiêu. Thế thì chiều anh em mình mua cho ông ít gạo em ạ. Cũng có các cô chú Mạnh Thường Quân cũng gửi cho em ạ. Nhờ em mua đồ. Nhưng mà nếu mà thấy ông ở nhà rồi bảo ông ở nhà xong thì mua ít gạo, mua ít đồ về cho ông là được. Thế thường ấy là giả sử như cho tiền to là ông không biết tiêu à? Ông không biết tiêu. Ông có phân. Đi tiêu mà mấy cái quán tạp hóa mà người ta thối lại cho ông thì ông biết đút vào túi quần thôi chứ còn không biết là người ta đưa thiếu cũng không biết. Giả sử như anh có tiền mạng đây đưa thử là ông là có nhận biết được cả bao nhiêu tiền không? Được rồi. Thế thì thực ra chúng con là như này nhá, chiều chúng con sẽ mua cho ông một ít gạo. Nhưng mà bây giờ con sẽ mua thử thách ông xem là con đang không hiểu gì đâu. Ông không hiểu gì đâu, thử là 500 xem là ông có biết đấy tiền gì, tiền bao nhiêu. Ông biết đây là bao nhiêu tiền không? Em chia chín à? Nãy thì buôn này khá đắt xe buổi chia chín đấy. Nãy xe buổi chia chín nọ. Nên như chín. 20.000 không? 20.000 rồi. Thế thì không biết tiền. Màu xanh mà. Nãy hùng phe á. Em có tiền đủ cho anh 5 tờ 500, 5 tờ 100. Không có luôn, không bây có giờ luôn. Không có tiền mạng. Thôi thế thì chiều đi mua chứ đưa ông bỏ 20.000 thì chết. Ông ra ngoài quán bảo với người ta 20.000 thì à đây. À được rồi. Được rồi. Cho ông xem nào, ông có nhìn biết cái này bao nhiêu nghìn không? Nãy xe bởi trên phim này được cái này à? À đúng rồi đúng rồi. Thế đây con đưa cho ông biết 10.000. Đấy ông chỉ biết mấy tờ tiền bé đây. Thế tiền bé là biết rồi. Đổi cho ông độ tầm mấy chục tờ 10.000 nhỉ? Đổi 500 về. Đổi 500 thành 10.000. Đúng rồi. Đây có mỗi 50. Chính xác à? Thế cứ đưa cho ông tiền 10.000 đúng tiêu. Đúng. Thế bây giờ đưa ông 500 và 20 thì thì toi đúng không? Toi đấy. Thế thôi ông ơi, thôi như này nhá. Hôm nay bọn anh cũng gửi em ít tiền hàng tháng cho ông. Em cần ông bỏ 20 cái chết. Đấy là bảo với bố mẹ là anh nghĩa là anh giúp đỡ ông ấy thì cứ giúp ông đóng tiền điện là được nhá. Cứ cả cảm ơn em lát nữa còn ôn thi nữa. Vâng ạ. Nhá. Không làm phiền em nữa. Thế tí bọn anh lên đây thăm ông sao? Vâng. À tăng mình hai tăng nếu bố anh phán ai như bố. Tại bữa phòng này mái em hơi bụi mày. Ồ. Tăng này bữa mái trên hơi phào phun. Ở trên hơi mái chế o nè. Mái chế o.